Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quá nhiều lời hứa suông của Việt Nam về nhân quyền. Ngày 11 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, HRW Việt Nam chớ hứa suông về nhân quyền. Theo VOA, ngày 10 tháng 10, tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt HRW đã đăng bài phát biểu của họ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, lập luận rằng việc Việt Nam cam kết cải thiện nhân quyền vẫn chỉ là những lời hứa suông. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, Tổ chức theo dõi nhân quyền hoan nghênh việc Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị phê chuẩn công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Nhưng SRW nói rằng Hà Nội cần chứng minh điều này bằng cách cho phép các công đoàn lao động thực sự hoạt động độc lập với nhà nước. VOA trích bài phát biểu của SRW cho rằng việc Việt Nam hứa sẽ phê chuẩn công ước 87 của ILO chỉ mới là bước đầu tiên. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì trong số 49 khuyến nghị không được Việt Nam chấp nhận, có nhiều khuyến nghị liên quan trực tiếp đến những người bảo vệ nhân quyền. Trong đó có một số kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Tính đến tháng 9 năm 2024, Việt Nam có ít nhất 171 tù nhân chính trị và ít nhất 21 người bị giam giữ vì lý do chính trị, đang chờ xét xử, tất cả đều bị truy tố vì thực thi các quyền dân sự và chính trị một cách ôn hòa. VOA cũng cho biết, theo SRW, Việt Nam đã bác bỏ khuyến nghị sửa đổi một số điều trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, Điều 117 mang tính vi phạm nhân quyền và Điều 331 thường xuyên sử dụng để bịt miệng những người chỉ trích chính quyền. Và đây là hình tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam cũng đã bác bỏ khuyến nghị về bãi bỏ các quy định pháp luật, hạn chế quyền tự do ngôn luận và bác bỏ kiến nghị phê chuẩn công ước chống cưỡng bức mất tích. VOA dẫn thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, khi Hội đồng Nhân quyền thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư đối với Việt Nam vào ngày 27 tháng 9, chính quyền Việt Nam đã không chấp nhận khuyến nghị về việc chấm dứt ngay việc ép buộc từ bỏ đức tin và cho rằng khuyến nghị này không phản ánh thực tế ở Việt Nam. Nhưng chính quyền Việt Nam nói họ đã thuyết phục người dân tự nguyện từ bỏ tài giáo. Chính phủ không công nhận khoảng 140 tổ chức tôn giáo, nhiều tổ chức trong số đó bị chính quyền coi là tà đạo. Vẫn theo SAW, ngoài việc bị buộc phải từ bỏ đức tin, các thành viên của các nhóm tôn giáo bị chính quyền gọi là tà đạo, còn bị giám sát chặt chẽ, sách nhiễu, ham dọa, chỉ trích công khai, hành hung, bắt giữ và bỏ tù lâu năm. Việt Nam thậm chí còn bác bỏ khuyến nghị chấm dứt mọi hành động trả thù đối với những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền cho rằng khuyến nghị đó cũng không phản ánh thực tế ở Việt Nam, mặc dù việc trả thù đó đã được cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc xác nhận. Và đây là hình Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, ngồi ghế thứ nhất phía trước từ trái qua, tại nhóm làm việc về cơ chế xác định kỳ phổ quát tại Thụy Sĩ. VOA cho biết thêm, cuối bài phát biểu, SAW phản ánh, dấu hiệu thật sự cho thấy những cam kết cải thiện nhân quyền của Hà Nội vẫn là những lời hứa suông. SAW nói rằng, Việt Nam cũng bác bỏ mọi khuyến nghị liên quan đến khả năng thành lập một tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập phù hợp với nguyên tắc Paris. Bộ Nguyên tắc về Thiết chế Nhân quyền Quốc gia được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1993. Vẫn theo VOA, HRW kêu gọi Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền bằng cách đảm bảo công dân được hưởng đầy đủ và không bị cản trở các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa đồng thời chấm dứt mọi hình thức quấy rối, đe dọa và trả thù những người bảo vệ nhân quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi khi VOA đề nghị họ bình luận về bài viết của HRW. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quá nhiều lời hứa suông của Việt Nam về nhân quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao cần tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và để tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt? Khái niệm kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản. Đây là điều trái ngược hoàn toàn với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung theo mô hình Soviet của các quốc gia cộng sản. Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên ưu đãi và là động lực của nền kinh tế. Ban lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định Việt Nam là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, nhưng mặt khác họ vẫn đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có một kinh tế thị trường. Đây là điều hết sức mâu thuẫn. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông nhà nước mới đây đã đồng loạt đưa tin 134 doanh nghiệp nhà nước lỗ hơn 115.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của chính phủ, Tính đến cuối năm 2023, 134 doanh nghiệp có vốn nhà nước đã lỗ lũy kế hơn 115.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, trong năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những doanh nghiệp thua lỗ nặng nề nhất với khoản lỗ 26.700 tỷ đồng. Công ty Xi măng Việt Nam lỗ 1.000 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam lỗ hơn 8.800 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Việt Nam Airlines là âm 8.300 tỷ đồng. Vẫn có một vài doanh nghiệp nhà nước kinh doanh độc quyền báo lãi như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lãi gần 56.400 tỷ đồng. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam lãi 6.300 tỷ đồng. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel lãi 46.300 tỷ đồng. Theo thống kê tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước lên đến hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Nhưng cũng trong năm 2023, các doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ đóng góp được hơn 365.500 tỷ đồng vào ngân sách. Đây là con số lợi nhuận quá kiêm tốn cũng như hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong nền kinh tế thị trường, có một nguyên tắc rất quan trọng cần phải được áp dụng triệt để đó là lĩnh vực nào tư nhân đảm trách được thì các doanh nghiệp nhà nước sẽ không tham gia và tất cả các doanh nghiệp nhà nước phải được cổ phần hóa để đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất một câu hỏi được đặt ra tại sao hàng loạt các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam kinh doanh lỗ lã triền miên trong nhiều năm nhưng không có doanh nghiệp nào tuyên bố phá sản ngược lại lãnh đạo của các doanh nghiệp này vẫn giàu lên nhanh chóng mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những ví dụ điển hình. Trong năm 2023, xếp hạng B bói nhất của năm chắc chắn sẽ thuộc về Bộ Công Thương và EVN. Đây là cơ quan đã có nhiều lãnh đạo dính díu đến tham nhũng, bị khởi tổ bắt giam, cũng như bị kỷ luật nhiều nhất. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, EVN đã hai lần tăng giá điện, với tổng mức tăng là 7,5%. Việc tăng giá không minh bạch vô tội vạ của EVN và Bộ Công Thương làm cho doanh nghiệp và người dân hiện đang khó khăn lại càng khó khăn hơn. Và đây là hình của Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh. Tại sao đảng và nhà nước không cho cổ phần hóa tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và từ bỏ độc quyền lĩnh vực kinh doanh điện? Câu trả lời là vì đây là một chủ trương lớn của đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu, họ luôn duy trì EVN như một con ngáo ợp. Đồng thời, sử dụng EVN như một thứ bung sung với mục đích để trút hết mọi lỗ lã vào việc tăng giá điện, buộc người dân phải gánh chịu thay cho nhà nước. Vì vậy, Tổng chỉ huy nhóm lợi ích của ngành điện lực không ai khác là Cụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, mặc dù đã có những biểu hiện tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích trục lợi, nhưng vẫn không bị xử lý và bình an vô sự. Theo giới chuyên gia, để công cuộc cải cách thành công, chính phủ Việt Nam cần cho tư nhân hóa ngay lập tức các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cho phép tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt để tăng tính cạnh tranh. Đây là điều tiên quyết và nó sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao cần tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước và để tư nhân tham gia vào các lĩnh vực đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới